Hello, xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của Phương Vlog nha. Kính thưa toàn thể quý vị, thì ngày hôm nay Phương đến vườn dâu của người anh, đó là anh Trọng Linh ở Bến Nhất. Vườn dâu của anh rất là rộng luôn cả nhà. Năm nay do điều kiện chuẩn bị không kịp cả nhà nên anh chưa có đầu tư lên thành cái khu du lịch sinh thái. Hiện tại vườn dâu của anh Linh cũng đã 7-8 năm tuổi rồi, cho hiện tại bây giờ cho ra trái rất là nhiều luôn cả nhà. Đây, một gốc nào cũng trái rất là nhiều, rất là trái rất là to luôn. Qua sang năm sau thì chỗ anh Linh sẽ đầu tư vô thành lập cái vườn sinh thái. Khu đất của anh rất là rộng, có mấy cái ao nuôi cá rất là nhiều luôn, cá rô phi, rồi cá tai tượng, cá cha, cá lóc rất là nhiều. Thì năm nay ảnh chưa có đầu tư kịp, ảnh làm vườn sinh thái thì sang năm ảnh sẽ đầu tư, ảnh cất cái chòi, rồi có những chiếc xuồng ba lá để cho bà con chúng ta vô đây tham quan cái vườn dâu cũng như là tham quan cái khu vườn sinh thái luôn cả nhà. Đây cả nhà thấy vườn dâu trái cho hiện tại cho trái quá trời trái luôn nè. Mấy đứa anh em ngày hôm nay cũng được anh Linh cho vô vườn tham quan như chơi cả nhà. Bẻ quá trời bẻ. Bọc anh luôn đồng. Cái bự bự. Nè. Đây nè em. Trong này nè. Nằm trên gốc cho chị luôn hả Mai? Dạ. Vậy thì chị bẻ dâu vô chị chia cho nghe. Dạ. Bẻ Mai. Nhỏ em rất đẹp luôn nghe cả nhà. Hiện tại em vẫn đang độc thân luôn cả nhà ơi. Không chưa dọn. Bao ế luôn. Chị ở ngoài luôn rồi. Chị ngoài ra vậy? Chị ngoài thì nào có điện chị mới vô quá nực rồi. Em gái của mình đang độc thân, nếu qua cái clip này anh nào còn đang độc thân á có liên hệ với mình cho số điện thoại để làm quen với em gái luôn nha. Em tên là Mai, bé Mai, xinh đẹp. Ừ, cái này ngọt này chị đem dốc. Ra ngoài vườn này mát quá trời luôn cả nhà. Vậy thôi nha bạn. Ê bây giờ mới có gió nè Ben. Vậy thôi bạn ơi mình đi. Vườn này nó rộng rồi cây nó cao á. Rồi gió nó vô rất là mát luôn. Bạn nói vậy đó đi. Đi mấy cái ngày nghỉ hoặc là cái ngày lễ mà có dịp nè. Anh dâu này dâu Hà Châu nè anh. Thấy dâu không? Đây cái dâu Hà Châu nè. Đúng rồi, cái dâu Hà Châu đây. Nè, cái dâu Hà Châu là cái này nè. Đây là cái dâu Hà Châu nè, cả nhà nhìn thấy trái khác mọi khác hơn ta nha. Trái nó là nó chứ nó chùm xuống một chùm luôn dài luôn vậy đó. Ở đây có cây tha la bự quá nè. Thơm rồi, đi lại gần thơm nha. Nó nắng mặc áo vô chùm xuống đi. Dẫn mấy em đi vô vườn hái dâu nè cả nhà. Hôm nay mình đi vườn dâu Bến Nhất, đi vườn dâu của nhà người anh ở Bến Nhất, vừa đi tham quan vườn dâu mà vừa đi chơi luôn. Vườn dâu này trồng được 6 năm tuổi nè cả nhà, trái dữ lắm luôn à. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì anh chưa có đầu tư làm theo cái vườn sinh thái. Năm sau ảnh sẽ sửa sang lại cái vườn của mình cho nó đẹp, cho nó bắt mắt. Bên cạnh đó cũng đầu tư là vô cái mấy cái clip, mấy cái vuông rồi cả nhà. Vuông hiện tại bây giờ thì dưới vuông bây giờ là cá nhiều lắm, cá rô phi, rồi cá tai tượng, rồi cá cha, cá lóc rất là nhiều luôn. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì chưa có đầu tư làm mấy cái chòi, mấy cái xuồng nữa đó cả nhà. Năm sau sẽ đầu tư vô rồi là thành lập luôn cái khu vườn sinh thái. Mấy đứa em bây giờ nó ra nó bẻ nó hái quá trời, nó hái một bọc luôn. Mấy đứa bẻ mau vậy? Đâu vậy? Đây là một vườn dâu. Đâu dâu hai trái. Dâu cái bụng đó mọi người ơi. Rất là chín sò. Vô đây ấm mát luôn ở nhà, vườn dâu mất mát luôn, trái này nhiều quá trời nhiều luôn. Dâu anh ơi. Để mấy bọc dâu sau lưng đi. Để tụi mình đang để hình. Rồi bẻ hai dâu tiếp. Cái vuông dưới này là cá dữ lắm nè cả nhà, cá tai tượng, nãy con bự bự không mình nhìn thấy nó con bự bự. Đó kìa nguyên con ông kìa. Ủa quay chụp hình ngay cho anh luôn mấy triệu nha. Đó kìa cái đột môn kìa, đột môn đằng chỗ nhậu kìa. Đột môn để mình chạy lên cho mình nhậu đây đột môn. Chạy chỗ mình nhậu đây đột môn. Đó, bẻ cái đột môn chấm vô. Nhẹ đi. Thảo mình đi bẻ cho nó thảo nó nhịn tay kìa. Cầm bật này cho nó đây. Rồi kìa bẻ nó. Anh xíu cho nó. Mẹ mấy ông.
ông chết tao không bán luôn hồn. Hái dầu bị quá, tao bị ông chết luôn cả nhà. Lấy đặt mồm cái này vô kìa. Cái bự bự này to to cho này nè. Cây nào cây nấy trái quá trời trái luôn cả nhà ơi. Nhìn nè. Nhìn trái dâu nè. Anh giữ một đầu em một đây. Trời này mà gai vườn nhậu thì quá lý tưởng luôn nha cả nhà. Còn không? Đồ, cá cá tai tượng chiên giòn nha cả nhà ơi. Mắm me, mưa chanh, rau sống, cuốn bánh tráng. Ra ngoài vườn dâu ngồi nhậu mát bà cố bắt luôn. Bà cố bắt luôn. Người cục cái trời, người hai mắt trời. Không có đâu, anh không bọc. Hai bọc lỡ mà. Em lấy ngõ cực tường xíu. Quá đã. Quá lý tưởng. Một khung cảnh thật là lý tưởng dành cho những ngày nghỉ cuối tuần như vậy nghe cả nhà. Đúng là cuối tuần. Không bà lắp không? Bà lờ. Đây là món cá dồ ướp chao nướng này cả nhà. Quá trời luôn. Thơm ông nội ơi, con cá con cá lau kiến quá trời bự luôn. Ông mới bay đi yếu cây gì mà gác độ ngang cho này. Ông làm gì gắt đồ ăn nghe vậy? À, áo quắn tới rồi, áo quắn tới rồi. Đây, đây, đây. Chị. Qua đây, tôi chỉ đây nè. Đây. 300 bằng tuổi Kiên. Thế nhỏ tuổi Kiên nữa. Đúng rồi. Mà anh Kiên kêu bà 378, Kiên 77. Kêu anh mà. Nhân hạo vậy. Đúng rồi, lá Kiên hạo bằng chú, Kiên bằng anh. Mình đi thôi. Sao quay sao được, vô xích xích lại đi. Vậy là mình hết rồi, mình chạy. Quẹo nhãn Kiên chơi. Rồi, chuẩn tỏ luôn. À. Cái cô gái mặc áo trắng vừa mới đến là cặp đũa vàng của làng ăn nhậu nghe quý vị. Bé này là chính là đại diện của cặp đũa vàng của làng. Vàng của làng nhậu đây. Tên tiếng Hoa đó lạ quá. Chưa có. Tên tiếng gì ăn quá. Thánh lon rồi. Ai uống thánh lon? Lon mày gót, một lần mày gót. Hôm nội uống bằng lon. Thánh lon, thánh lon. Uống khỏe cho mày chứ lon. Anh đợi đến khi là chín. Nó bị nín cái đầu đập. Nó cứ đợi đi, đợi khi là chín. Đợi là nó hết luôn rồi đợi. Cảm ơn. Bà cha nó bẻ kìa, trời ơi. Cảm ơn. Trời ơi, bự quá. Nên hái dầu quá trời luôn. Quá đẹp rồi. Rồi. Không được chị. Không được cây này không được đâu tao nữa, tao nữa. Anh chụp. Trời ơi nó nhồi ông nội ơi. Ôi trời ơi nó nhồi ông nội ơi. Tốt rồi, cái cây này quá trời quá đất rồi. Mùi bằng mùi kìa. Tự chụp lên tao. Đâu mặt em để đâu giờ quá trời dâu à. Con thức lá chơi ngày. Cầm cầm xuống chút đi. Lấy gì đâu. Đồ đất lộn xong rồi thôi. Con mẹ quất cái điện thoại thiệt á. Vô. Quá trời quá đất. Rồi đó. Quá rồi mọi người ơi. Mọi người lắm rồi. Dâu anh Kiên. Bây giờ mình đi ra ngay cả nhà. Mình xin cứu tất cả cả nhà. Thì hẹn đến quý bà con cô bác gần xa mình. Vào năm sau mình sẽ đến đây cũng như là mời bà con cô bác đến đây để tham quan cái khu vườn sinh thái của anh Trọng Linh nha. Cái đường mình đi ra phía hôm nay là nó có nguyên cái clip cái vườn khóm cả nhà. Vườn khóm mà vô đây chơi là đi dạo vườn khóm này chúng ta thêm thấy cái nào nó chín thơm chúng ta bẻ ăn tại chỗ luôn, rất là ngọt. Và bây giờ thì video của Phương đến đây là kết thúc. Kính chúc quý của bà con cô bác gần xa có một ngày nghỉ cuối tuần thật là nhiều sức khỏe, thật là hạnh phúc bên gia đình của mình. Và xin chào và hẹn gặp lại quý bà con cô bác anh chị em ở video lần sau.
Dạ, xin mời, cũng xin quý bà con cô bác anh chị em gần xa cũng đừng quên đăng ký kênh cũng như like để ủng hộ cho Phương có thêm động lực để ra nhiều video hơn nữa để phục vụ cho quý bà con cô bác gần xa nhé. Và bây giờ thì Phương xin chào và hẹn gặp lại quý bà con cô bác anh chị gần xa.